Hi, xin chào tất cả các bạn và các em. Chúng ta lại quay trở lại với nhau về chuỗi chuyên đề lý thuyết. Và hôm nay thì thầy sẽ hướng dẫn chúng ta sang cái phần carbohydrates, một trong số những phần cực kỳ quan trọng với cái phần hữu cơ lớp 12. Và phần carbohydrates này nó là một phần cứu điểm cho tất cả các bạn và các em. Thế thì rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi các cái chuỗi video bài giảng của thầy, và rất là mong muốn tất cả các bạn và các em có thể chia sẻ lại buổi học này cũng như là giúp thầy tất cả các bạn và các em vào đây. Đây là một phần rất quan trọng, thầy xin nhắc lại lần nữa, và cái phần này nó là phần cứu điểm cho chúng ta, bởi vì hầu hết tất cả các câu trong phần carbohydrate này đều là những câu dễ ăn điểm nhá, và nó gần như không có một câu nào vận dụng cả, được không ạ? Chúng ta bắt đầu. Câu số 1. Saccharose là một loại disaccharide có nhiều trong cây mía, hoa thốt nốt, củ cải đường. Với công thức phân tử của saccharose nó là C12H22O11. Đáp án đúng là đáp án A, rất dễ. Câu số 2 ạ. Chất nào sau đây là polysaccharide? Thì polysaccharide mình có hai thằng nhé. Một thằng là tinh bột và một thằng là cellulose. Vậy ở đây polysaccharide chúng ta nó là tinh bột, C ạ. Câu số 3 ạ. Số nguyên tử carbon trong phân tử glucose. Thì ở trong câu này các bạn hay bị nhầm lẫn giữa việc là, bởi vì các bạn làm nhanh nên các bạn hay bị nhầm lẫn giữa việc là về số carbon, số hydro và số oxy. Chính vì vậy nên thầy có một cái lời khuyên dành cho các em là chúng ta viết cái phân tử nó ra C6H12O6 nhá. Vậy bây giờ số nguyên tử carbon là có 6, được không ạ? Đấy, mình cứ cẩn thận mình làm cái phần này, được không ạ? Câu số 4 đó. Trong phân tử carbohydrate thì luôn có nhóm chức gì? Thì câu này rất là dễ. Tất cả các cái phân tử carbohydrate thì nó đều có nhóm chức OH, hay còn được gọi là nhóm chức hydroxyl. Đáp án đúng là đáp án C. Câu số 5. Thành phần chính của tinh bột. Thì tinh bột của chúng ta có công thức là C6H10O5. Nó gồm hai thành phần chính, một là amylose và một là amylopectin. Vậy nó gồm hỗn hợp của amylose và amylopectin. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Câu số 6. Chất nào sau đây không thủy phân trong môi trường axit? Các em lưu ý cụm từ nhá, không thủy phân trong môi trường axit. Glucose là không thủy phân trong môi trường axit. Vậy những thằng nào thủy phân trong môi trường axit? Là những thằng disaccharide và polysaccharide thì thủy phân trong môi trường axit. Vậy không thủy phân trong môi trường axit là A, glucose. Câu số 7 ạ. Ở nhiệt độ thường nhỏ vài giọt dung dịch iốt vào hồi tinh bột thì chắc chắn chúng ta sẽ thấy xuất hiện màu xanh tím. Đây là cái phản ứng đặc trưng mà chỉ hồi tinh bột với iốt mới có, hay là iốt với hồi tinh bột mới có. Câu số 8. Tinh bột, sen, xác đều có khả năng tham gia phản ứng gì? Thì tinh bột và sen là cái bọn polysaccharide, còn xác là disaccharide. Vì vậy nên chắc chắn 100% chúng nó đều có khả năng tham gia phản ứng thủy phân. Chứ còn cái việc mà hòa tan CO2 lần thì chỉ có xác có thôi, còn tinh bột và sen thì không. Trùng ngưng thì chẳng thằng nào có, tráng hương thì chẳng thằng nào trong bảng này có, chỉ có thủy phân. Ok ạ, câu số 9 ạ. Cellulose C6H10O5 là thành phần chính để tạo nên lớp màng tế bào thực vật, bộ khung của cây cối. Mỗi gốc C6H10O5 trong phân tử cellulose, cái này là về phần lý thuyết đúng không ạ? Mỗi gốc C6H10O5 trong phân tử cellulose thì nó sẽ có 3 nhóm hoạt tự do. Vì vậy nên đáp án đúng là đáp án C. Câu số 10. Cho các chất, số chất tham gia phản ứng tráng bạc, điều kiện để xảy ra phản ứng tráng bạc đó là nó có nhóm chó trong phân tử. Và cái thứ hai đó là mình có một cái trường hợp đặc biệt trong cái bọn thằng polysaccharide này, đó là anh fructose thì trong môi trường kiềm thì nó chuyển thành glucose nên nó cũng tráng được bạc. Đấy, chúng ta nhớ hai cái này để mình làm. Vậy tinh bột là không tráng bạc, sen là không trắng bạc, xác là không trắng bạc, glu trắng bạc và fructose là trắng bạc. Vì vậy mình có hai thằng trắng bạc, các em nhớ nhá. Hai thằng trắng bạc. B. Câu 11 ạ. Phát biểu nào sau đây là đúng? Tinh bột và sen là đồng phân, sai lầm nhá. Tinh bột và sen mặc dù nó đều là C6H10O5 tất cả n lần, nhưng mà cái N của thằng tinh bột khác N thằng sen. Được không ạ? Có nghĩa là số mắt xích của thằng tinh bột nó khác số mắt xích của thằng sen. Nên mình nhìn mình tưởng là đồng phân nhưng thực ra nó không phải là đồng phân. Được không? A sai. Thủy phân xác chỉ thu được glu là sai. Xác thì nó được cấu tạo bởi từ một gốc alpha glu và một gốc beta fructose. Chính vì vậy nên khi thủy phân xác mình sẽ thu được thằng glucose và fructose, chứ không phải thu được glu. Fructose có nhiều trong mật ong, cái này chính xác. C ạ. Còn D, đường xác còn được gọi là đường nho sai, đường nho là glucose. Câu 12. Polysaccharide X là chất rắn ở dạng bột vô định hình màu trắng. Dạng bột vô định hình màu trắng được tạo trong thành trong cây xanh nhiều quá trình hoa hợp. Vậy chắc chắn X của chúng ta nó là tinh bột. Nhưng đừng vội tô tinh bột vội. Thủy phân X thu được monosaccharide Y, thủy phân tinh bột thì mình sẽ thu được glucose. Và đề bài hỏi chúng ta là Y là gì? Rất nhiều bạn khi mà đọc đến đây chọn X luôn tinh bột, chọn A luôn là sai. Mà đề bài nó hỏi là Y cơ mà. Vậy Y chúng ta là glucose. Đáp án đúng là đáp án D. Câu 13. Cho các chất sau, những chất mà dung dịch có khả năng hòa tan CO2 lần là
Điều kiện để hòa tan CO2 hai lần là nó phải có nhóm OH đa kề, có nghĩa OH của nó liền kề nhau. Vậy ở đây mình có này, glucose là một, sắc là hai, đúng không? Mình chỉ có hai thằng thôi, chứ tinh bột và sen thì không, đúng không? Glucose và sắc Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D. 14 ạ. Phát biểu nào sau đây là đúng? Amylopectin có cấu trúc mạch phân nhánh. Chính xác. Cellulose cấu trúc mạch phân nhánh là sai. Sắc thuộc loại monosaccharide là sai. Glucose bị khử là sai, nó phải bị oxy hóa bởi bạc cậu. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Câu 15. Phát biểu nào sau đây sai? Trong dung dịch, glucose và fructose đều hòa tan được CO2 lần. Chính xác, hai thằng này đều có OH đa kề nên nó hòa tan được CO2 lần. Glucose và saccharose đều là carbohydrate. Đúng không? Đây chính xác. Glucose và sắc đều phản ứng trắng bạc là sai đúng không ạ? Glucose trắng bạc chứ sắc thì không trắng bạc. Sai là C ạ. Câu 16. Cho các chuyển hóa sau, X cộng nước với X đi thủy phân được để tạo thành Y. Y trắng được bạc. Vậy Y đây chắc chắn nó là tinh bột rồi. Sorry ạ, Y chắc chắn là glucose rồi. Vậy X của chúng ta thủy phân trong nước mà sinh ra được glucose. Y chắc chắn là glucose. Đây. Không thể phở rút, không thể phở rút. Không thể xác. À vậy suy ra X là tinh bột. À dễ quá, nhờ các em nhỉ. Câu 17 ạ. Phát biểu nào sau đây là sai? Glucose tồn tại chủ yếu ở hai dạng mạch vòng alpha glu và beta glu. Chính xác. Khi có enzyme xúc tác glucose trong dung dịch lên men cho ancol nitrilic và khí CO2. Chính xác. Dẫn khí hydro vào glucose đun nóng có niken xúc tác thu được sorbitol. Chính xác, C6H12O6 cộng hydro để tạo thành C6H14O6. Dung dịch AgNO3 trong N3 khử glucose là sai. Nó phải là oxy hóa nhá. Được chưa? Vậy sai là gì? Câu 18 ạ. Xét các phát biểu sau, số phát biểu đúng là: trong máu người bình thường thì có một lượng nhỏ glucose với nồng độ khoảng 0,1%. Chính xác. Một cái đúng. Sắc thủy phân cho glufruc. Chính xác, hai cái đúng. Cellulose trinitrat rất dễ cháy nổ và nổ mạnh, không sinh khói nên được dùng làm thuốc súng không khói. Chính xác. Mononatri glutamat được dùng làm gia vị trong thức ăn được gọi là mì chính hay bột ngọt. Chính xác, cái này ở chương 3, thầy cho lẫn vào đây. Hòa tan lòng trắng trứng vào nước, sau đó đun sôi lòng trắng trứng sẽ đông tụ lại. Cái này chính xác, đúng không? Cái này ở chương 3. Vậy mình sẽ có số phát biểu đúng của mình là cả 5 phát biểu đúng. Vì vậy nên câu 18 của chúng ta đáp án đúng, chúng ta là đáp án C. Dễ quá nhỉ. Câu 19, những cái phần đếm này là những cái phần mà về phần carbohydrate người ta hay cho đấy. Nhưng mà phần kiến thức carbohydrate này chúng ta phải làm thật nhiều nha. Chúng ta cố gắng làm thật nhiều để chúng ta nhớ luôn kiến thức. Có thể phân biệt glucose và saccharose bằng phản ứng tráng gương. Đúng, glucose thì tráng gương chứ sac thì không tráng gương. Sac có khả năng phản ứng với hydro đun nóng khi có mặt xúc tác niken. Không, sac không phản ứng hydro. Hai sai. Dung dịch fructose hòa tan được CO2 lần nhiệt độ thường. Chính xác, có OH đa kề. Công thức chung của carbohydrate thường là CnH2O tất cả M lần chứ không phải là tất cả 2N lần. Đấy chưa? Cái này sai. Tinh bột, sen, sắc đều bị thủy phân trong môi trường axit. Chính xác. Phân tử sắc được cấu tạo từ gốc alpha glu và một gốc beta fructose. Chính xác. Vậy đây mình có là 1, 3, 5, 6, 4 phát biểu đúng. C ạ. Dễ quá nhỉ. Câu 20 ạ, câu cuối cùng. Thí nghiệm chứng minh tính chất hóa học của glucose theo các bước sau đây. Cho vào ống nghiệm lần lượt vài giọt CuSO4 và NaOH thì lúc này xuất hiện kết tủa CuH 2 lần, kết tủa màu trắng xanh. Sau bước 1 đã xuất hiện kết tủa màu trắng xanh. Cho gạn bỏ phần dung dịch dư giữ lại kết tủa CuH 2 lần, thêm đó 20 lít dung dịch glucose, lắc nhẹ sau ống nghiệm thì dung dịch màu xanh lam. Ống nghiệm sau, ống nghiệm chuyển sang màu xanh lam khi nhỏ dung dịch glucose vào. Chính xác. Trong thí nghiệm trên glucose bị khử sai, đây phản ứng chứng minh nhóm OH đa kề không có liên quan gì đến khử oxy hóa. Trong thí nghiệm trên có thể thay dung dịch CuS4 bằng FeS4 sai, bắt buộc phải CuS4 bởi vì chỉ có đồng 2 cộng hay là COOH 2 lần thì nó mới tạo thành phức với bọn hydroxit, với bọn mà OH đa kề. Trong ống nghiệm chuyển sang màu đỏ gạch khi nhỏ glucose vào sai. Sau bước 3 trong ống nghiệm có chứa phức đồng glucose CuC6H11O6 tất cả 2 lần. Chính xác. Vậy mình có A và E đúng, vì vậy mình có hai phát biểu đúng nhá. Đáp án đúng là đáp án A. Ok ạ. Dễ quá nhỉ. Đấy, thì hôm nay là cái buổi đầu tiên mà thầy hướng dẫn cho chúng ta về phần lý thuyết carbohydrate, và thầy nhắc lại thêm một lần nữa là về phần carbohydrate này nó rất là quan trọng đối với tất cả các bạn và các em, bởi vì là nó là một cái chương gọi là chương cứu điểm.
phần este, phần amin, amino acid, peptide, protein, nó là những cái phần khó lấy điểm, nhưng mà sang cái phần carbohydrate này là toàn bộ cả chương nó đều là phần dễ lấy điểm. Nên là rất là mong muốn là tất cả các bạn và các em tập trung vào cái phần này để mình ăn chắc điểm ở trong phần này. Ngoài ra thì bạn nào mà gặp khó khăn về hóa thì hoàn toàn có inbox cho fanpage thầy để được trợ giúp. Những bạn nào muốn tìm hiểu về khóa học của thầy thì hoàn toàn có thể là inbox cho fanpage để nhận được tư vấn. Hiện tại thầy đang có khóa S1 và mới bắt đầu học thôi, nên là các bạn vào và các bạn vẫn có thể theo kịp được. Ok ạ, bye bye, chào tạm biệt, hẹn gặp lại các em.